Chiều nay 2 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cũng đã đến huyện Vĩnh Thạnh để kiểm tra công tác xây dựng cơ bản ở địa phương. Lãnh đạo thành phố cùng Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đến kiểm tra một số công trình trọng điểm tại địa phương, trong đó có công trình quảng trường Vĩnh Thạnh đã hoàn thành. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản bố trí cho Vĩnh Thạnh là 239 tỷ 724 triệu. Địa phương tiến hành phân bổ cho 82 dự án, bao gồm 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 14 dự án quyết toán và hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp và 43 dự án khởi công mới. Sau giãn cách, huyện Vĩnh Thạnh đã tăng cường công tác rà soát kiểm tra để tăng tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, có các dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán. Đối với một số dự án chuyển tiếp chưa hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt dự toán nên chưa thể giải ngân vốn đã bố trí. Công tác vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng các công trình còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các công trình có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đánh giá địa phương đã rất nỗ lực trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công để giải ngân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa đạt kết quả cao. Thống nhất với những giải pháp khắc phục của các phòng ban chuyên môn, chủ đầu tư, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị có liên quan để đạt chỉ tiêu xây dựng cơ bản trong năm nay.